Sau hơn 3 tháng triển khai thành công hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính, công ty xăng dầu Lai Châu đã áp dụng hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu Petrolimex Lai Châu và đã nhận được những phản hồi tích cực, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 29 tháng 6 đến thời điểm này, công ty xăng dầu Lai Châu đã phát hành hơn 20.000 hóa đơn điện tử. Việc phát hành hóa đơn điện tử giúp giảm bớt những gánh nặng về thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí in ấn hóa đơn, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp khách hàng không mất thời gian chờ đợi việc viết hóa đơn, không sợ mất, rách hóa đơn. Việc ghi hóa đơn điện tử còn thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên trên địa bàn. Trước đây là đăng hóa đơn thủ công thì rất mất thời gian, như thời gian in phôi này, giao nhận, ấn chỉ này, an toàn về bảo vệ này. Không may mà bị mất hóa đơn thì là khách hàng có thể là không in lại được. Sau khi mà có chủ trương thực hiện hóa đơn điện tử, công nhân viên trong cơ sở là được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và để triển khai. Sau một thời gian triển khai hóa đơn điện tử thì chúng tôi thấy là rất là thuận tiện, chuyên nghiệp, chính xác. Việc bảo quản hóa đơn điện tử xăng dầu cũng thuận tiện, đơn giản mà không phải mất nhiều cơ sở vật chất về kho, tủ, chi phí lao động như việc bảo quản hóa đơn in giấy. Đồng thời, khắc phục được tình trạng mất hóa đơn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ hoặc mua bán hóa đơn như đã từng diễn ra. Đặc biệt khi triển khai hóa đơn điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước như thuế, hải quan, quản lý thị trường đều có thể truy cập nhanh chóng vào cổng thông tin của doanh nghiệp xăng dầu để tra cứu tất cả các thông tin mua vào, bán ra, giúp cả hai phía thuận tiện trong việc kiểm soát, đối soát dữ liệu. Đồng thời, áp dụng hóa đơn điện tử cũng được kỳ vọng góp phần làm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong suốt những năm qua thì công ty luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực hóa đơn điện tử. Sử dụng hóa đơn điện tử có rất nhiều ưu việt, ví dụ như là tiết kiệm cái chi phí in ấn, quản lý, ví dụ như là thuận lợi trong các việc lưu trữ, nhưng mà trong công tác kiểm tra giám sát hóa đơn, và nó đảm bảo công tác minh bạch về cái hóa đơn phát hành. Chính vì những ưu việt đó thì trong thời gian tiếp theo công ty vẫn tiếp tục và áp dụng và cũng thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thông qua việc áp dụng hóa đơn điện tử còn góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan thuế theo hướng tự động, giảm chi phí, tăng năng suất lao động của doanh nghiệp, nâng cao nguồn thu ngân sách và góp phần đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới.